Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu cho các bác tham khảo củ loa rời bát 30 RCF, hàng chính hãng của loa BIS Pro sao. Đây là một loa hãng loa mới bên Trung Quốc các bác nhá. Hàng chính hãng loại 1 thì đây là sản phẩm em đã bóc hộp ra. Sau đây em sẽ bóc tiếp, em khui luôn thùng nguyên đai nguyên kiện cho các bác xem. Được. Cắt ra cho anh. Các bác chú ý nhá, đây là một hãng loa BIS Pro sao. Ví dụ nhá, những củ loa bát 30 giờ như thế này nó phải rõ hãng sản xuất thì các bác mới mua cho em các bác nhá. Những hàng trôi nổi trên thị trường không có hãng sản xuất các bác không mua cho em. Ví dụ các bác có thể lấy ví dụ đi, những hãng loa nó phải có hãng tên tuổi sản xuất đúng không các bác? Đấy, một hãng mới tinh ở bên Trung Quốc mới ra các bác nhá. Chất lừ luôn, loa quá đẹp luôn. Bóc ra. Đây được gọi là đập hộp các bác nhá. Đập hộp nguyên đai nguyên kiện. Cái mã này thì là con bát 30 giờ xếp này có cái mã là 12G12G301 của cái hãng này này. Logo quá là đẹp luôn. Đây các bác nhá. Bóc một cái ra cho anh thôi, tại vì ở đây anh vừa bóc một cái ra rồi. Để ra. Để xuống đây. Để nguyên cái thùng này, bóc từ bóng ra cho anh. Đây bao nhiêu hàng em khui nguyên đai này. Đây. Hàng công ty này các bác này. Với cái dòng củ loa 30 giờ xếp này, các bác lên những thùng loa full 30, một bát một chép kèn, các bác sử dụng củ này cho ra chất âm hay, bát đánh uy lực, tiếng sáng, chống sâu các bác nhá. Màng loa thì được là gân vải 3 gân tẩm dầu, màng xếp ly lượn sóng màu đen, màng cả mũ là màng chống nước các bác nhá. Xương nhôm đúc và bản mặt T là bản T bằng và T 6 lỗ. Đây, chính hãng rõ mã luôn các bác nhá. Tem mác đàng hoàng luôn. Con này công suất nó rơi vào là 600W, mắc 600W luôn các bác nhá. Loa 12 inch là loa 30, trở kháng 8 ohm, tần số 35Hz đến 1kHz. Cuộn dây 3 lớp. Và con này từ 190 côn 76. Kẹp lỗ bích thép màu trắng. Nói chung là từ dày, những dòng loa chất lượng được cho ra từ dày và bích này các bác nhìn này. Những dòng loa chính hãng các bác nhìn thấy chưa, cái bích nó phải là cái bích 7 màu như thế này này. Từ 190 côn 76 nhện màu vàng. Và đây là cái bản xương truyền thống của RCF. Lưu ý cho em nhá. Đi mua loa bát 30 giờ xếp trên thị trường, nhắc lại một lần nữa này, nó phải rõ ràng chính hãng nhá. Chính hãng của công ty loa sản xuất, công ty nào sản xuất thì các bác mới mua nhá. Các bác chơi cái dòng này là cái dòng chất lượng nhất. Đây là mẫu bát 30 giờ xếp mới nhất năm 2022. Mua hàng điện trực tiếp cho em. Mức giá em đang bán là 2.050.000 một đôi. Nhà em ship toàn quốc các bác nhá. Anh em thợ nào mà lấy số lượng để lắp lắp dựng thay thế, anh em thợ điện trực tiếp về bên cửa hàng nhé. Nhà em chuyên tổng buôn giao buôn những củ loa này. Điện trực tiếp cho em 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em. Và hai số này nhà em có Zalo luôn các bác nhé. Mua hàng các bác có thể nhắn tin qua Zalo. Em xin dừng video các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.